Cái quá đường cho thầy coi thử, quá đường thường. Quay clip lâu rồi chưa quay clip. Xin chào mọi người. Xin chào mọi người nha. Hôm nay Thiện có khui cây đàn SX700 cho chị Tâm học viên ở Bình Tân. Bây giờ là tiến hành đóng gói cho chị. Sáng giờ là đã cài sampler rồi hết rồi. Và cái đàn rất là đẹp. Hôm trước là hôm trước chị Tâm có mua cây đàn đời thấp đúng không chị? Là hình như là cây đàn Kidman đúng không chị? Dạ. Thì cây này là nó siêu xịn luôn rồi. Còn cái kia là mới tập thì mình mua cây Kidman cũng được. Đây là SX700 nha mọi người. Bạn Lương đang đóng hàng vô. Hàng của đây là rất là ít luôn. Cho nên là cô chú bác anh chị nào mà muốn tham khảo dòng đàn này có thể liên hệ đặt cọc trước nha. Đó, rất là đẹp luôn. Đó, bây giờ thì sẽ bỏ chân chân vô chân mới này luôn hả? Lấy trong bọc này, chị đi trên xe máy chị cẩn thận nha, nó đụng cái gì sau đi về nó bị bể cái chỗ này đó. Cái này SX700 rất là đẹp luôn. Ủa chị Lan có lấy cái thùng không? Quê rồi đó là mình phải bỏ phòng cho nó an toàn. Thì ở chỗ này mà dỡ đường băng là chỗ đường nào ta? Ở đây chỗ 56 cũng gần chỗ đó mà. Dạ, bước qua cái này là thổ địa ở Bình Tân chỗ nào bạn? Đi dọc thì nó có ngang chắc chắn hơn.
Nó có cái USB nhỏ, hồi nãy em cắm trực tiếp trên cây đàn luôn nha chị. Có cái USB cắm vô rồi nha chị. Vậy là mình không được gỡ ra? Không, ý là mình gỡ ra mình cắt cũng được, nhưng mà mình nên cắm nó mình xài tại vì nó dính cũng chặt lắm. À, vậy mình gỡ ra là nó có bớt hết không hả? Dạ không, nó giống như cái cục xài điện thoại thôi chứ nó không có mắc gì hết á. Xài được cắm nha thôi. Rồi chị đi cẩn thận nha. Vậy chị để xuống dưới yên luôn nè, không sao đâu. Để xuống dưới yên luôn. Đó. Nếu mà có mỏi quá để ngang đi cũng được nha. Dạ rồi. Cảm ơn chị nhiều. Mọi người có nhu cầu tham khảo SX700-SX900 thì liên hệ qua nhà cổ Thị Hoàng Gia nha. Mặt hàng này hiện tại đang rất là hot và giá là rất là tăng nha mọi người. Mọi người cũng thông cảm. Và có nhu cầu gì mọi người có thể liên hệ qua số điện thoại 097 367 5251 để Thiện tư vấn mua hàng nha. Xin chào, cảm ơn mọi người nha.